Xin chào các bạn khán giả của bongda.com.vn. Châu Âu tối đêm qua tiếp tục sôi động với những trận đấu đầy kịch tính. Hôm nay, hãy cùng bongda.com.vn điểm lại những kết quả đáng chú ý nhất vào đêm qua trong bản tin bóng đá ngày 31 tháng 10. Một ngày sau khi bị Inter Milan lấy mất ngôi đầu Serie A, Juventus tiếp đón Genoa trên sân nhà. Bonucci đưa lão phu nhân vượt lên dẫn bàn, nhưng ngay sau đó đội khách tìm được bàn gỡ hòa sau một cú sút đầy tinh quái. Hiệp 2, đội khách bị đuổi đến 2 người, nhưng trong một ngày mà thủ môn của Genoa thi đấu quá xuất sắc, Juventus mãi không tìm được đường vào khung thành. Rất may mắn cho lão bà. Phút thứ 96 của trận đấu, Ronaldo đi bóng khó chịu và tự tạo ra quả penalty. Trên chấm phạt đền, siêu sao người Bồ Đào Nha không mắc sai lầm nào, ấn định chiến thắng nhọc nhằn 2-1 cho Juve, qua đó đòi lại ngôi đầu Serie A từ tay Inter. Tại cúp Liên đoàn Anh, Liverpool phải đối đầu với Arsenal tại Anfield. Các hai đội đã cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi tỷ số không tưởng với 10 bàn thắng. Arsenal đã có lúc dẫn Liverpool đến 4-2, nhưng rồi lại để cho The Kop gỡ hòa 5 đều ở phút thứ 94, khiến hai đội phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền. Trên chấm luân lưu, các chân sút của Liverpool tỏ ra bình tĩnh hơn để giúp đội nhà giành chiến thắng 5-4. Cũng trong đêm qua, trong lần thứ hai đối đầu với Chelsea, Marcus Rashford đã lập một cú đúp để giúp Manchester United thắng với tỷ số 2-1. Trong khi đó, tại vòng 11 La Liga, sau khi Barcelona hủy diệt đối thủ với tỷ số 5-1, Real Madrid cũng cho thấy sức mạnh của mình khi đối đầu với Leganés. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha ghi 5 bàn thắng lần lượt do công của Rodrigo, Toni Kroos, Sergio Ramos, Karim Benzema và tân binh Luka Jovic. Đội khách không thể ghi bất cứ bàn thắng nào. Chiến thắng này giúp Real cởi bỏ được tâm lý đè nặng lên các cầu thủ trong suốt thời gian vừa qua và cũng giúp Zidane giữ lại chiếc ghế của mình. Cũng tại vòng 11 La Liga, Sevilla và Valencia đã cầm chân nhau với tỷ số 1 đều. Với bàn thắng ghi vào lưới Leganés trong trận đấu đêm qua, trung vệ đội trưởng của Real Madrid, Sergio Ramos đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ thứ hai ghi bàn tại La Liga trong 16 mùa giải liên tiếp. Thành tích này ngang ngửa với Lionel Messi của Barcelona. Ramos bắt đầu ghi bàn ở La Liga từ mùa giải 2004-2005 trong áo Sevilla. Tính đến thời điểm hiện tại, sau 468 lần ra sân ở đấu trường cao nhất Tây Ban Nha, trung vệ 33 tuổi đã có 62 bàn thắng. Cũng như Ramos, Messi cũng ra mắt La Liga vào mùa giải 2004-2005 và sau 16 mùa giải, siêu sao người Argentina có cho mình 423 bàn thắng. Theo tờ Marca, Atletico Madrid đang tiến hành liên hệ để chiêu mộ Ivan Rakitic, cầu thủ đang rất bất mãn ở Barcelona. Về phía Barca, đội bóng này dĩ nhiên cũng không ngăn cản Rakitic ra đi và sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được đề nghị giá 35 triệu euro. Hiện tại, ngoài Atletico thì Inter cũng đang theo đuổi sát sao mục tiêu này. Ban lãnh đạo Atletico đều đánh giá tiền vệ người Croatia là cầu thủ có phong cách phù hợp với triết lý của Atletico, thế nên đây là thương vụ khả thi. Ở một diễn biến khác, huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn chưa tìm được công việc mới sau khi bị MU sa thải cách đây gần một năm. Trải qua thời gian rảnh rỗi, có lẽ vị huấn luyện viên người Bồ đã bắt đầu cảm thấy nhớ bóng đá. Ông chia sẻ muốn trở lại Anh để dẫn dắt một đội bóng khác đến với thành công. Sau tuyên bố của Mourinho, rất nhiều huấn luyện viên đang cảm thấy căng thẳng, đặc biệt là Unai Emery của Arsenal và Mauricio Pochettino của Tottenham. Cả hai huấn luyện viên đang không giành được những kết quả tốt trong thời gian gần đây. Và nếu cứ tiếp tục phong độ tệ hại, rất có thể Mourinho sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng tại một trong hai đội bóng thành London. Trên đây là tất cả những tin hot có trong ngày 31 tháng 10. Chúc các bạn khán giả có một ngày Halloween vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo trên bongda.com.vn.